Ford Ranger 2024 thì độ gì hả anh em? Trước mặt anh em đây là một chiếc Ford Ranger phiên bản XLS 2024. Đấy, xe này thì vừa mới lấy thôi. Nhiều anh em đang chạy xe bán tải hoặc vừa mới lấy xe bán tải, nhiều lúc là độ xe bán tải này thì sợ đi đăng kiểm không được. Thì hôm nay em giới thiệu cho anh em một số món đồ cơ bản mà rất cần thiết khi anh em sử dụng xe mà anh em không có gì ảnh hưởng đến đăng kiểm đấy anh em nhé. Đó. Đấy. Ở cái phiên bản XLS này cái gương của nó vẫn là cái gương bằng cơ nhá, chưa có gương điện. Đó, thì bên em vừa tiến hành nâng cấp một bộ motor siêu nhôm, đó là lên gương điện. Đấy. Khóa vào này, ăn theo chìa khóa zin luôn. Không mở được anh em nhé. Đó, và cái thứ hai em lên một bộ nắp thùng 3 tấm. Xe này hay chở đồ thì bên em lên một bộ nắp thùng 3 tấm. Cái này đi đăng kiểm thoải mái và chở đồ thì anh em chở đồ cái này rất là hiệu quả. Anh em mà chở đồ cồng kềnh ấy, anh em chỉ gập ra gập vào thôi. Và tiếp theo ở khóa bửng ở cái phiên bản này ấy, cái khóa cốp này nó chưa có đâu. Thì bên em cũng lên một cái khóa cốp, cũng ăn theo chìa khóa luôn, mở cái này được. Đấy á. Đấy. Đó. Khóa vào này. Khóa vào không mở được nhá. Gương cụp nhá. Đó, anh em sử xe Ford Ranger 2024 ở phiên bản XLS này, anh em nên tham khảo những cái món đồ cơ bản cho xe ô tô và đi đăng kiểm không có ảnh hưởng gì cả, đăng kiểm bình thường anh em nhá.